Khi bé Mon Solo thả diều cùng Đức sẽ như thế nào? Anh em nhớ xem hết và cho bé Mon xin một like một share nhé. Let's go. Hello xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người đến với kênh của Mon. Thì mình là bé Mon TV đây. Mày đâu vậy? Đây. Thì hồi sáng tới giờ mình thấy là Đức cứ lay quay rồi em ngoài. Có buồn không? Không thể. Em sẽ làm con diều to hơn của anh luôn, chắc hơn của anh, bay đậm hơn của anh luôn. Bây giờ anh dám thi em không? Thi không? Trời ơi, mọi người nghĩ là mình thắng thì mọi người bấm cho mình xin một nút like, mọi người nghĩ là mình thua thì mọi người bấm nút đăng ký. Làm sao mà thua được? Vô, đặt vô làm thôi. Tôi nhớ không lầm là tất cả anh em toàn xem chùa thôi. Tại vì tôi kiểm tra là tới 98 bạn, à lộn, 98% không bấm đăng ký, đúng không? Wow, đăng ký đi nha. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu làm con diều hình cái gì thì kệ mình. Ok, nha. Và mình kỳ vọng rất là cao của con diều này. Phải bay. Đúng rồi, bao nhiêu tâm huyết của mình từ sáng đến giờ. Cái da nó còn to hơn cả chị nữa. Đúng rồi. Đây là clip ngủ hứng thôi mọi người. Hồi nãy tôi không định quay cái clip này đâu. Thì rất là nhiều tôi thấy rất là cực. Mà tôi rất là ngứa mắt hồi trước 3 lần làm nhiều tôi cũng chơi không cực đến mức này đâu. Mà Đức vào thấy tôi thấy tháng giờ cảm giác làm từ 10 giờ đến 3 giờ chiều là bao nhiêu tiếng nhỉ? 10 giờ đến 3 giờ chiều hình như là 12 tiếng. Mà lâu quá là lâu, mà còn không xong. Của mình. Trời ơi, làm đúng nhanh luôn, con diều này làm chưa tới 15 phút luôn đó mọi người. Mọi người nhìn con diều này không? Rồi, đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắn dây vào và ra bay thử xem là như thế nào nha. Xem là nó có bay lên được không, mình nghĩ là nó sẽ bay được đó. Đây chính là dây. Ok, bây giờ tôi sẽ cột dây ở chính giữa này nha mọi người. Tôi đang hoang mang rồi, không biết nó có bay lên được hay không. Ok ạ. Ơi, đã ngồi ra không bay chắc chết. Ok, chắc rồi. Đúng rồi. Mọi người nghĩ là bao nhiêu phần trăm là nó sẽ bay lên vậy? Đi, con gì rất là bình thường. Mình sẽ đi ra coi là nhiều con Đức bay tới đâu rồi nha mọi người. Kìa, Đức kéo nguyên một đội binh luôn. Đi đâu mà đông thế? Đông nhiều đúng nhanh luôn á, làm đúng nhanh luôn chưa được. Ủa, cô khóa đâu? Nhiều của em đâu? Em thấy tôi làm luôn. Tôi làm luôn. Gì? Cái thân nó phải nhỏ nhỏ thôi. Thôi kệ. Rồi, sao đây? Qua đây nè. Dèo đất lên chưa? Lên rồi. Kìa. Bay không anh? Rồi, anh ơi. Dèo anh lên không? Ngoài. Ngoài à? Anh nghĩ là gì em sẽ lên không? Không. Tụi mày chính thường chị à? Không bao giờ. Chị mua đây. Mà thằng là đi đâu rồi? Gánh cầu.
Nghĩ cầu à, tắm nó bảo không? Tôi đi qua cái cầu này gãy. Không đi được. Ê không, chừng gãy thiệt hả chị? Không gãy được. Ơ ơi. Chú ạ. Cầu trên kia kìa. Đi xa lắm tại cầu. Cầu này gãy thiệt đó. Không gãy được. Không gãy được. Không gãy được. Mà nó phải xấu. Được chứ muốn đi được. Nước lại xấu không? Tao không biết bơi đâu đấy. Không gãy được kìa. Xấu. Bảo đứa là nó tung đằng sau rồi. Đúng rồi đấy. Thôi đứa tung đằng sau kìa. Vây ra đây. Đây em lên em tung cho chị Mon đi. Lên cầm cho chị đi. Lên luôn. Anh em quay cho. Ôi phải đi xa ra một tí chứ. Ra đây. Thôi đừng thương thường nữa. Chị phải đi xa ra chứ. Xa thôi. Mày đi xa ra. Mày hết rồi. Ok mọi người, thì cuối cùng mình cũng hạ lên được rồi mọi người ạ. À. Trời ơi, đùa với mọi người thôi chứ dìu mình bay là hết. Đợi bà nói. Nhìn lên trên kia đi. Tôi mượn chơi không mọi người ạ. Trời ơi, biết rồi, rồi, Tết mới lỡn cuốn không rồi. Giờ tôi nó đi đâu rồi á. Đi đâu rồi chứ, rồi clip này nó hơi phai, mọi người thông cảm nha. Chiều của nó cũng có khác gì tôi đâu. Nhìn đi, còn cắm đầu xuống ruộng thôi. Chiều con Đức là clip này là huề nha. Là con diều của Đức không khác gì mình luôn mọi người ạ. Thường là con diều nó bay trên trời đúng không? Con diều này nó lại bay xuống nước. Ảo rồi đấy. Đấy mọi người thì phai rồi mọi người ạ. Trời ơi không thể nào mà lên diều được. Thì ở đằng kia nguyên một đống nước nứt. Đằng này một đống nước nứt. Và diều của mình. Ê con diều tới đâu nha. À, mình làm xong con diều thì nó còn cắm đầu xuống dưới bãi ruộng ở dưới kia. Cho nên là không thể nào mà bay lên được. Cho nên là mình đã hạ được cái diều bé kia. Nhưng mà người ta hạ, tôi chỉ cầm thôi. Mọi người được xem chùa chị Mon nhá. Kêu bấm đây đi. Đúng rồi. Nhớ bấm like nha. Bài rồi, like rồi làm gì nữa. Subscribe. Ok. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.